Chào cả nhà. Ngày mới chú Sáu kính chúc cả nhà mình nhiều niềm vui và thành công trong mọi công việc nha cả nhà. Hôm nay mời cả nhà mình theo chú Sáu cũng đi dãy chài tiếp cả nhà. Hôm nay đi cũng mấy đứa cháu. Ken, Phi, Quyên, nay có thằng Nhí nữa cả nhà. Giờ cũng tới chỗ dãy chài nha cả nhà. Này nước cạn sát luôn cả nhà. Có đám ruộng thì bà con người ta xả nước hết rồi. Ta xả lúa hết mới cả nhà, còn có đám thì người ta cũng giữ nước lại để người ta ngâm đất, người ta xả sau tới chỗ này nước cạn đó. Đây những cái cánh đồng mà xả nước người ta cũng xả lúa mới lên, thấy chừng gang tay cả nhà. Ken, Phi, này cạn. Hôm nay mình đi trễ thì chắc người ta có chài, người ta lưới nhiều lắm đó Phi ơi. Có cá chuối hồn màng Phi nó chạy xuống, nó mò cả nhà. Thấy chuối ngày đó hả Phi? Đó con có Phi đó. Đứa con hả Nhi? Tự con nhỏ xíu rồi kìa. Phì sảy cá lóc cả nhà, lặn mò tiếc, lặn mò nấy không được cả nhà. Uổng quá uổng. Cùng tay trời. Dính rồi Phi. Ủa không? Bắt được chưa? Chạy luôn rồi. Cái cơ của Phi đâu, cá lóc. Cá lóc hả? Lưới hả? Chuồng lưới chưa Phi? Cái gì vậy? Bự lắm. Bự lắm hả? Trời ơi. Kéo lên đi. Vô gì vậy? Đụng nó chạy. Ê, túm túm luôn, túm luôn. Túm luôn, túm luôn luôn. Rồi. Bắt được chưa? Chưa, kéo lên đi. Phải, kéo lên, kéo lên được. Kéo lên là lên luôn á. Ôi cá lóc cà bá lửa luôn. Quá cỡ cả nhà ơi, còn cá lóc nào phần có chừng nhí nhí nhảy xong nhí. Nhảy ra con. Ôi quá bự. Ôi vô địch luôn trời ơi. Quá cỡ quá. Tán cái lỗ tai bây giờ nè. Quá cỡ cả nhà nãy giờ luôn. Hai con cà bá luôn cả nhà. Chắc này một cặp nó quá cả nhà. Bắt được con vợ, bây giờ bắt được con chồng luôn cả nhà. Quá hai vợ chồng cá lóc. Quá cỡ bự cả nhà ơi. Này vô rồi, nước cạn xuống là cá lóc. Cá phi qua cỡ cả nhà. Chạy ra tùng khiều nó vô lại á. Phải không? Tự cá mà chạy ra tùng khiều chứ vô. Chạy ra luôn mà. Chạy ra đó luôn. Hôm nay trời đâu có cá lóc nào mà bự bự vậy hả Phi ha? Này có mấy con bành bành không? Này nước cạn ruộng đó, coi chừng cá lóc nha Phi. Má đụng cái đi luôn trời. Trời nhiều hộp xuống cái hộp đụng nó cái đi luôn vô chạy rồi. Má đi dùm dùm cá lóc nhúc luôn trời, đụng cái đi luôn là vô cá lóc luôn. Quá tròn vo chuối Phi. Phi ơi chưa kéo luôn hả? Lặn ngay nó lấy hơi. Lấy hơi nhiều Phi, lấy hơi lên. Đó. Đúng Phi. Đó, đó. Dính chưa? Vô tụng chưa? Mò nữa đi. Vô tụng ơi. Đẩy nó vô tụng ơi. Đẩy vô tụng luôn hả? Có lý rồi Ken ơi. Leo xuống luôn hả Ken? Con này chắc con này chắc bự lắm rồi Ken ơi. Chưa cao lưới luôn á. Mò luôn, đẩy vô tùng này. Chuẩn chuối cá nữa. Dặn chạy luôn Phi. Ken. Đẩy vô tùng rồi đó. Coi vô chưa? Mò coi, mò coi. Kéo lên đi. Sao không đụng? Có. Nằm trên cái gì á. Có đâu? Đây lên hả? Vô tụng chưa? Ừ, đâu còn nữa.
qua cỡ bự cà bá lửa cả nhà ơi, được con nữa. Vô rồi, vô rồi. Chuyến này vô rồi, chuyến này vô rồi. Thôi con này bự dữ. Kéo lên nhé, kéo lên. Con nữa hả? Cá lóc à. Cá lóc à. Hả? Tất tầm bằng đây luôn nè. Trời ơi. Má chạy vòng vòng này đó, vòng vòng nè. Qua nhí vô, dạ qua nhí vô, trời ơi, con này bự quá nhí. Cà bá lửa đó. Trời ơi, cà bá lửa luôn. Qua. Ê, trời ơi. Chú luôn nè. Đó. Vô luôn rồi, vô luôn rồi. Cá dạ chuối, cá lóc chuối à. Hồi nãy giờ cá chuối bự 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 không à. Mò sấy mấy cá lóc. Bự không ổn quá. Giờ vô hang hết rồi, hùng. Vô hang rồi. Nghe tung Ken. Cá lóc nó chuối là cái nó lên tim hết hồn ha. Ngâm nhâm thò hả con? Cá lóc trong đó chứ gì đâu. Tôi sáu bảo đảm luôn. Nhí với hát win ở trên bờ chờ lửa cá nha cả nhà. Ơi. Mò phi mò trong mé nó chạy ra. Trời, vừa giải chài xuống nó thấy cái bóng chài là nó nhảy liền á. Đó, nó quẩn nãy giờ đùng đùng bên đó. Ôi con nó quẩn hết hồn luôn kìa, nó dí cá nó ăn bên kia, cá lóc nó dí cá rồi Phi. Nghe hồng sen bên kia rồi Ken. Cá bự 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 không luôn á. Trời ơi, lưới à, lưới à. Thôi bỏ nước ấy nãy luôn mà. Cá lên tí 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 luôn. Ủa nước. Ở mé bên đó, lúc trước chạy cá Phi bự bự không á con. Cá lóc nữa. Kèn nó mòn cái lóc nó vừa lên phe cái làm cái bùm chạy mất tiêu bên đó đó. Hôm bữa con kèn chưa con đó là sao? Chắc hết rồi quá. Đây chắc hết rồi Phi ơi. Hết rồi Ken ơi. Quá luôn cái chơi vàng nữa chứ. Ờ, cái chơi vàng luôn. Đây nè. Hả? Cái chơi vàng rồi nha, từ từ thôi. Ủa, ủa, con chơi vàng kìa. Chơi vàng này mà chiên rồi bắt đầu chấm nước, mà, nước đục nước mắm mà, tỏi ớt. Trời ơi, nước mắm tỏi ớt mà có gừng nữa nha. Trời ơi, chấm rau muống ăn thôi, ăn no hồi nào không hay cả nhà ơi. Chạy tiếp nha cả nhà. Phi 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 dính cây Phi cây chứ không phải là cây à cá Phi à Ken cá Phi vô rồi tưởng cái cây với nhà cá cả nhà ơi dính chưa Ken đâu rồi
trời. Đó 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 đó. Ủa mất tiêu rồi. Đây đây đây. Lóc cái gì á? Cá phi, cá phi, cá phi. Rồi, con cả nhà. Tưởng chạy đâu mất tiêu rồi chứ. Dỡ mấy cây nó lên luôn. Ôi, ôi, cá bự, cá bự. Ôi, ôi, cá bự quá nhí. Kèn dưới mò. Kèn dưới phi mò dưới dục lên nha cả nhà. Hai đứa dỡ trà dưới cả nhà. Trà mà trà của người ta đốn cây Bình Bát đó cả nhà. Ủa nó nằm trong đó hả? Con thấy không lụm cái chài mình bao luôn. Trời ơi. Đem lên bờ luôn. Gác gác lên ngay cái Bình Bát cá phi, dựa vô. Nhóc luôn đó xấu. Cá dữ lắm hả? Nãy giờ gom vô đó mà. Giờ gom vô trong đây nè. Ừ. Chọn ba cây nè, chạy tới đây luôn nè. Trời ơi, nó quấn quần. Chạy đi không nổi, lấy chạy chạy đi. Đừng có mỏi. Ngay chỗ đó nó chuối hay gì Phi? Ken ken ngay đó ken. Ngay đây nè. Ngay chỗ ngay tới chút xíu. Đi. Ốc ốc. Dính đi, dính không? Dính rồi, dính rồi, thấy ken im im là dính rồi Phi ơi. Cá này bự lắm hả? Hư 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 hư. Chụp cái chài ngay chỗ đó đi. Ôi ơi, xảy ra. Trời ơi, xảy ra. Ôi ơi, quá trời luôn, phải chụp chạy. Ôi ơi, con chà bá lửa luôn. Ôi ơi, con bự quá Phi ơi. Quá cơ bự. Đúng, trời ơi. Trời ơi, con cá. Cá hết hồn cá luôn. Quá trời. Ôi ơi, con cá. Nó nằm trong bụi trà nãy giờ mà. Quá cỡ luôn đó. Phi mò bắt. Đó, mấy chú cháu chài nãy giờ nè cả nhà. Trời ơi cá lóc. Mấy chú cháu chài nãy giờ nè cả nhà. Cá lóc bành bành không luôn. Con nào lấy hết hồn cả nhà. Ôi trời ơi. Được ba con này chắc gần cả ký kìa cá lóc. Còn nhiêu trong đây được 7-5 ký cá luôn cả nhà. Quy nó cho vô nước rồi cho cá nó từ từ tắm nè cả nhà. Thôi clip chú Sáu Trình tạm dừng ở đây nha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh chú Sáu Rồng trong những thời gian vừa qua. Chào tạm biệt, hẹn clip sau nữa cả nhà.